Dạ vâng, qua cái việc mà luật sư Duyên có nhắc đến cho quý vị những cái loại thuốc dược thảo, những loại herbs thì thưa quý vị, Bộ Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và ngay cả Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết là có một số công ty đang đưa ra những cái tuyên bố sai lệch, và ngoài cái sự tuyên bố này đã làm gây ra một cái sự hiểu lầm về những sản phẩm khác nhau là chữa được hoặc là điều trị coronavirus. Thành thử cơ quan FDA qua lời của nhân viên của FDA, thưa vị là Stephen Hahn, thì Stephen đã phải gửi thư lên tiếng và cho biết là đã gửi thư ra cảnh báo tới 7 công ty lận, và còn cho biết là sẽ có hành động pháp lý nếu mà những công ty này tiếp tục tiếp thị hoặc là bán hoặc là quảng cáo những cái sản phẩm cho rằng là điều trị được coronavirus. Thì FDA đang coi mà việc bán và quảng cáo những sản phẩm này lừa đảo đó chính là mối đe dọa đối với sức khỏe của cộng đồng. Thành thử những cái cảnh báo, những cái lá thư này chỉ là cái bước đầu đầu tiên thôi. Và sau đó thì cơ quan FDA sẵn sàng thực hiện những cái hành động thực thi liên quan đến vấn đề pháp luật để chống lại những công ty này tiếp tục gọi là lừa đảo những người tiêu dùng, vì hiện tại chưa có, không có vaccine hoặc là thuốc nào mà đã được phê duyệt để mà điều trị hoặc là ngăn ngừa COVID-19. Đó là lời tuyên bố của từ cơ quan FDA mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị nha. Thành thử quý vị nhớ, chưa có. Rồi từ cái vấn đề mà coronavirus, từ với luật sư Duyên nói đến Việt Nam, thì tiếp tục trong ngày hôm qua, Lê Ngọc cũng đã gửi cho quý vị cái người phụ nữ mà nói là có đi từ trên chuyến bay của Mỹ ở một số nơi trên thế giới, thì bà này là một doanh nhân, bà trở về lại, bà là người ở Bình Thuận. Thì khi mà bà trở về trong cái tin tức ngày hôm qua thì lại có thêm là có ba người, thưa quý vị, đã bị lây từ nữ doanh nhân này ở Bình Thuận mà từ từ Mỹ trở về. Từ Mỹ trở về thì ba cái người mà bị nhiễm cho bà nữ doanh nhân này, thưa quý vị, thì người thứ nhất là cũng là người làm việc cho bà này, 64 tuổi, đã bắt đầu có cái biểu hiện là bị sốt. Rồi người thứ hai cũng là nhân viên của bà doanh nhân này, còn trẻ lắm thưa quý vị, 37 tuổi, cũng đã có những cái biểu hiện sốt, ho. Người thứ ba là con dâu của doanh nhân này, 28 tuổi thôi, cũng có cái biểu hiện sốt, ho. Và hiện ba cái người mới bị lây này cũng đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện ở ngay tại Bình Thuận. Thành thử quý vị thấy cái việc mà nó lây lan cũng rất là nhanh, thành thử tránh đừng nên tiếp xúc. Và hiện nay ở Việt Nam là có 38 ca nhiễm coronavirus, 16 người đã khỏi và 22 người đang vẫn tiếp tục bị cách ly để mà điều trị. Và những bệnh nhân này được biết là họ từ những nhóm là đi từ Hàn Quốc, rồi hoặc là họ đi từ nước Anh trên cái chuyến bay VN54. Từ Hàn Quốc thì họ nói cái người bệnh nhân này là người bệnh nhân thứ 18. Rồi bệnh nhân mà từ nước Anh trên chuyến bay VN54 là bệnh nhân thứ 17. Và hai người đã bị lây từ cái cô này là bệnh nhân 21. Rồi 11 người du khách nước ngoài từ số 22 đến số 31, số 33 và bệnh nhân 35. Từ nước Anh trên máy bay riêng là bệnh nhân thứ 32. Từ Mỹ là bệnh nhân 34, để mà tiếp tục có ba cái người trong gia đình của bà, nhân viên của bà đã bị lây là người 36, 37, 38. Nhưng mà cho tới nay thì ở Việt Nam chưa có một người nào bị chết vì vấn đề COVID-19. Còn cái số người mà bị cách ly đó, thưa quý vị, bị giám sát về vấn đề y tế thì con số này lên tới gần 25.000, tăng gần 5.000 người so với một ngày trước thôi. Thì người mà phải cách ly là người họ chưa có triệu chứng, họ không có triệu chứng là ho, sốt, khó thở, nhưng lại có yếu tố virus, dịch tễ về cái cơn bệnh này. Đó là những cái tin tức mà Lê Ngọc thấy là liên quan đến Việt Nam. Và thưa cơ với lại luật sư Duyên, hiện nay ở Việt Nam người ta cũng nói đến là có thể là cấm một số những người ở visa, có visa ở những cái nước mà lây lan quá nhiều, mà chúng ta biết là trong đó có Hàn Quốc rồi nước Ý, thì chính nước Ý họ cũng đóng cửa nước của họ lại vì cái số người bị nhiễm cũng lên cao và cái số người chết cũng gia tăng một cách rất là nhanh chóng, thưa luật sư Duyên. Cái
Đó, cái con số mà nãy Lê Ngọc mới vừa chia sẻ từ Việt Nam đó, một nữ doanh nhân rồi trong gia đình của bà rồi bây giờ lên tới 38 case mà vẫn chưa có người nào chết đó. Chúng ta thấy con số nó nhỏ lắm. Nếu mà nói rằng là một cái người bị cái nếu nội cái dịch cúm ở Việt Nam thôi chắc chắn con số nó nhiều hơn số này. Rồi ngay cả bây giờ những cái ở cái, những cái trung tâm mà gọi là trung tâm bệnh kinh hoàng như là Ý hay là Nam Hàn đó thì mình biết con số nó lây lan lẹ lắm. Một lần nữa sở dĩ mà người ta phải muốn chặn nó lại là bởi vì cái yếu tố mình cái unknown cái mà mình chưa biết đó là bởi vì nếu mà bây giờ mà không có chặn lại mà coronavirus mà nó bung ra càng lúc càng nhiều trong khi mà mình chưa có cái thuốc chủng ngừa rồi cái các cái triệu chứng mà khi mà ảnh hưởng tới đường hô hấp đó thì khi mà nó rộ lên như vậy mà bệnh viện của chúng ta không có một cái cơ sở để mà chữa cho kịp đó là tại vì nó lên nó làm nghẹt cái hơi thở những cái máy mà để mà nó ventilate không khí cho người ta thở nó cũng không có sẵn sàng nữa thì chính những cái đó là tạo ra cái khủng hoảng bây giờ. Cách đây mấy chục năm đó, khoảng trên 20 năm ở Mỹ này mình cái lần đầu tiên mà mình nghe cái bệnh HIV tức là cái bệnh AIDS nghe nói là hễ mà đã bị bệnh AIDS là coi như là chết chắc chắn. Lúc đó cái kinh hoàng nó gieo ra đầy hết á nhưng mà rồi với thời gian khi mà người ta hiểu nhiều hơn người ta biết cái con virus này nó phá cái hệ thống miễn nhiễm của mình như thế nào đó rồi từ từ tất cả mọi sự nó cũng kềm chế hết bây giờ cái thuốc ngừa ngay cả thuốc ngừa bệnh AIDS nó cũng 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 có rồi mà cũng có trên thị trường rồi cho nên yes cái ngay bây giờ nó đang rộ lên nhưng mà muốn đưa những cái con số ra để quý thính giả hiểu rằng là cái sở dĩ cái khủng hoảng nó có là vì chúng ta còn nhiều điều chúng ta không biết về cái vi khuẩn mới này chứ còn khi mà biết mà thì mọi sự nó cũng ổn định lại và tôi vẫn tin mấy mấy nhà khoa học mà họ nói khoảng chừng một từ một năm cho tới 1,5 năm nữa thì mọi sự ổn định lại thì không có cái gì mà phải lo hết nhưng mà nói gì thì nói ngay bây giờ mình hạn chế được điều gì thì mình hạn chế và nhờ cái hạn chế đó mà mình bảo vệ cho mình bảo vệ cho gia đình mình và đồng thời mình bảo vệ luôn cả những cái xã hội cộng đồng bên ngoài nữa cái đó nó mình tránh được cái lây lan nó chỉ có làm the best mình can thôi mình làm hết sức mình để mà mình ngăn ngừa thôi chứ tránh dĩ nhiên phải ý thức nhưng mà cái ý thức đó đừng có nên dẫn tới cái sự gọi là hoảng hốt rồi đi nhào ra mua gạo rồi mua giấy vệ sinh để giữ tất cả những cái điều đó nó không có cần thiết và hoàn toàn nó không có giúp gì cho cái chuyện mà kềm chế cái bệnh dịch hết còn nhất là tin đồn nữa thì Lệ Ngọc mới vừa nói là ở trên cái vùng của Lệ Ngọc đó người ta đồn người ta nói là cái chợ nào trên đó có ở ngay tại chỗ anh Dương sống cũng vậy nữa có thể có mấy cái chợ Việt Nam là có à. Thì đây là lần thứ hai ngày hôm qua cũng anh Dương cũng nghe đó là lần thứ hai rồi đó nói là ở một cái chợ đó là có người nhân viên bị bệnh rồi đó nhưng mà khi mà mình kiểm chứng lại thì tin đó toàn là tin vịt hết quý khán giả lắng nghe và trước khi tin đó thì ngay bây giờ đó dễ lắm quý khán giả chỉ lên trên mạng và Google cái tin đó thí dụ như họ nói rằng là ở một cái chợ Á Châu hay chợ Việt Nam gì có một cái có người bị bệnh dịch rồi chợ đóng cửa đó quý khán giả chỉ lên thăm tìm hiểu là biết là những cái tin đó là tin 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 không có thật đừng có sợ trở lại với Lê Ngọc là một lần nữa hiểu cho rõ cái triệu chứng của nó và hiểu cho rõ cái cách phòng ngừa và đừng có hốt hoảng trở lại với Lê Ngọc.
Dạ vâng, cái tâm lý hoảng loạn của chúng ta đó có lẽ là Lệ Ngọc cũng có, mọi người chúng ta cũng đều có, nhưng mà chúng ta cùng nhau để mà chia sẻ những cái thông tin thật sự chứ đừng có nghe những tin đồn mà luật sư Duyên nói cái từ là tin vịt đó nha thưa quý vị. Thì cái tâm lý hoảng loạn của chúng ta mà Lệ Ngọc thấy rõ ràng là đi mua đồ cái line nó dài mà cái tình trạng nó làm như vậy thì cái người mà bị thiệt hại đó chính là chúng ta. Mặc dù khi mà chúng ta mua đồ như vậy thì chúng ta cảm thấy được là chúng ta kiểm soát được tình hình, chúng ta không lo cho gia đình, cái điều đó là cái điều lẽ đương nhiên, nhưng chúng ta mua vừa phải mà thôi, vì không thì cái hại trở lại cho chúng ta là quý vị thấy cái giá nó lên ngay lập tức, vì cái khi mà nó cái nhu cầu nó thấy quá nhiều rồi lại không có đủ thì chắc chắn cái giá nó sẽ lên cao hơn, và cái người trả cái giá cao đó chính là chúng ta. Có rất nhiều những cái sự kiện mà người ta đã nhắc lại cũng vì cái tâm lý hoảng loạn đi mua đồ mà cuối cùng thì chúng ta là cái người bị thiệt hại. Thì qua cái việc mà ảnh hưởng của dịch coronavirus này, thưa với luật sư Duyên, thì chúng ta nói đến cái vấn đề là Tổng thống Donald Trump ông cũng có lên tiếng và ông cũng cho biết rằng là Tổng thống sẽ cắt thuế lương trong cái payroll rồi hỗ trợ những người lao động mà họ được lãnh lương theo giờ hoặc là giảm thuế trong một cái số ngành hoặc là có những cái biện pháp mà ngay cả Lệ Ngọc cũng gửi đến cho quý vị. Ngay cả có những cái tin tức là có thể nha thưa quý vị, chưa có gọi là chưa có cái ngày xác định, nhưng mà ngay cả cơ quan sở thuế vụ IRS họ lên họ cũng cho rằng là họ đang có những cái cuộc họp để họ có thể họ dời cái ngày chót là ngày 15 tháng 4 mỗi năm, đó là cái ngày cuối cùng để mà chúng ta phải làm thuế, thì năm nay có thể sẽ được dời đi. Thì cái vấn đề này Lệ Ngọc cũng sẽ theo dõi để mà gửi đến cho quý vị. Thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào về những gì mà Tổng thống Donald Trump ông cũng cố gắng để mà ông tìm cách để mà hỗ trợ cho những gì đang xảy ra trong cái vấn đề ảnh hưởng tiêu cực của coronavirus để kích thích cái kinh tế của nước Mỹ thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là cái vấn đề thuế má và tiền bạc đó, thì nó không có ảnh hưởng gì tới cái virus đó. Nó có không ngăn chặn cũng không chữa trị, nhưng mà những cái mà tổng thống suy nghĩ là mình làm những cái biện pháp đó, đó cái chính là ảnh hưởng tới cái thị trường chứng khoán. Và với cái tại vì tổng thống không bao giờ mà đi sâu vào cái vấn đề tài chính ảnh hưởng như thế nào đó, chẳng hạn như bây giờ mình dẹp cái coronavirus qua một bên, mình nói chuyện này trước nè. Mỗi một lần mà tổng thống thấy là cái đà mà gọi là chứng khoán đang lên cao đó, mà bên phía bên quỹ dự trữ liên bang đó, tức là cái ông Jerome Powell đó, mà ông định là tăng lãi suất, đó là tổng thống tấn công liền. Tại vì tổng thống chỉ hiểu có một điều thôi là hễ mà giảm lãi suất thì kinh tế nó tăng, chứ tổng thống không hiểu rằng là cái lãi suất mà nó giảm tới một cái mức độ nào đó thôi, mà giảm nhiều nữa đó thì nó cũng ảnh hưởng, nó có cái tác động ngược với kinh tế, mà tổng thống không cần biết điều đó. Cho nên hễ mà đối với tổng thống, hễ mà thị trường chứng khoán mà nó dao động đó, thì cứ ép là phải giảm lãi suất để mà kích thích, chứ còn cái chuyện mà tiền bạc nó tu ra như thế nào, lạm phát như thế nào, tổng thống không cần biết, thì cái đó là cái tính của tổng thống như vậy. Thì bây giờ tổng thống tin rằng là hễ mà cứ giảm thuế thì người ta sẽ có tiền, mà người ta có tiền người ta đi ra người ta mua cái gì đó thì kinh tế nó sẽ lên lại. Mà tới chừng ổng giảm thuế thì mình đã thấy rồi, giảm thuế là giảm thuế cho đại công ty, cứ nói là mấy cái đại công ty nó hàng trăm tỷ hàng trăm triệu lên tới hàng tỷ đó, thì nó sẽ kích thích kinh tế. Bây giờ nó nó cho thấy rằng là từ cái lúc mà tổng thống gọi là giảm thuế cho đại công ty đó thì mấy đại công ty nó giàu hơn, nhưng mà hỏi rằng là cái mình giảm thuế có nghĩa là mình mất tiền của liên bang, nhưng mà cái mức độ phát triển kinh tế có như ý mình muốn hay không, bây giờ những con số cho thấy nó không có liên quan gì đó, nó tiền người ta vẫn bỏ túi mà kinh tế nó cũng phát triển theo cái hướng như vậy thôi, chứ nó không có như là hứa hẹn. Thì cái đó là cái chuyện cái nhìn của tổng thống. Mà thì bây giờ trở lại cái payroll tax, mà cái payroll tax lần này đó, khi mà tổng thống đề nghị thì cả lưỡng đảng
những cái người mà làm luật, những người ở Quốc hội Dân Chủ và cả Cộng Hòa họ đang lên tiếng, họ nói rằng là chắc là họ không làm, là tại vì cái này nó không giống ai đó. Thì để mình hiểu là cái việc mà Tổng thống gọi là giảm cái payroll tax đó, thực sự nó có giúp gì cho những cái người như chúng ta và có giúp gì cho corona hay không đó, thì mình phải đi tìm hiểu chút xíu. Trước hết, giúp cho corona virus thì mình loại nó qua. Giảm thuế thì chỉ có như là dịch ảnh hưởng tới kinh tế thôi, chứ còn không có giết được con vi khuẩn mà. Vậy thì ảnh hưởng kinh tế có thật hay không vậy? Nếu mà quý khán giả, nhất là trong cộng đồng mình, những người mà có nhà hàng hay là có tiệm quán hay là có những công ty gì đó thì sẽ hiểu được cái payroll tax là cái gì. Payroll tax nó có hai phần. Cái phần thứ nhất đó là mỗi một tháng nếu mà mình trả lương cho nhân viên của mình mà mình trả bằng check đó, thì mình trả bằng check xong thì mình phải nộp thuế cho liên bang. Trong đó thứ nhất là chẳng hạn như là nhân viên của mình họ làm, tôi nói thí dụ thôi, họ kiếm được 1.000 đó, thì mình giữ lại cái số thuế là 100 mấy 200, đại khái như thế. Thì cái tiền đó là mình gọi là cái tiền mình giữ thuế, là mình withhold cái tiền tax của nhân viên của mình. Rồi bên cạnh đó mình là employer, mình là chủ mà, mình cũng phải lại có match một cái con số nữa, một con số tạo thuế nữa. Thì tất cả cái đó là payroll tax mình phải nộp cho chính quyền. Khi mà mình nộp cho nhà nước có nghĩa là mình nộp hai phần, thì cái một đó một phần là thuế mình giữ của nhân viên, và một phần thứ hai là mình là chủ nhân, mình phải góp vô cái payroll tax đó. Cái phần của mình là để làm gì? Là bên cạnh cái chuyện mà nhân viên mình giữ thuế của nhân viên, thì nhân viên trong cái phần thuế của nhân viên đó họ phải trả cho tiền Medicare, họ phải trả tiền cho Social Security. Thì trong đó cái phần của người chủ phần lớn là để trả vô cho chương trình Medicare và cho cái chương trình Social Security, chỉ có vậy thôi. Vậy thì bây giờ Tổng thống nói là Tổng thống không có, từ đây cho tới cuối năm Tổng thống sẽ ngưng không có lấy cái payroll tax. Thì mình nói là thứ nhất, nếu mà Tổng thống không có lấy cái payroll tax thì có lợi gì cho cái người đi làm hay không? Thì cái câu trả lời là yes, có lợi trước mắt thôi. Nhưng mà cuối năm chúng ta nên nhớ là mình biết là bây giờ cái mức thuế đó là cho cái người đi làm, là cái mức thuế nó đã có sẵn rồi. Bây giờ Tổng thống chỉ nói rằng là không có lấy cái payroll tax, có nghĩa là chủ nhân không có giữ thuế nữa. Nhưng mà bây giờ chủ nhân không giữ thuế nữa, nhưng mà tới cuối năm khi mà mình đi khai thuế đó, thì cái số lương của mình cũng vẫn là bao nhiêu đó. Vậy mà chủ giữ thuế ít quá thì cuối năm mình phải đóng lại mà thôi, chứ không có khác gì hết trơn đó. Vậy thì cái payroll tax, nếu mà nói về cái người công nhân đi làm như mình không đóng thuế bây giờ, chủ không có giữ thuế để đóng bây giờ đó, thì tới cuối năm mình làm mình khai thuế mình cũng phải đóng lại thôi. Thì người ta thấy rằng là ủa, như vậy có lợi gì cho công nhân hay không? Nếu mà phân tích như vậy, công nhân không có lợi. Còn về người chủ thì sao? Thì yes, người chủ thì vui quá, từ đây cho tới cuối năm không có phải đóng tiền cho Social Security, không phải cái đóng tiền cho Medicare, thì mình không có đóng vô mấy cái quỹ đó, thì chủ vui chắc chắn rồi đó. Nhưng mà chủ vui, nhưng mà lấy tiền đâu để mà bù đắp lại cho cái chương trình Medicare với chương trình Social Security? Cái câu hỏi đó là cái câu hỏi mà cho tới bây giờ không có câu trả lời. Cho nên đến mức độ mà khi mà báo chí hỏi một cái lãnh đạo sở thuế của chính phủ đó, thì ông ấy nói là tại sao cứ mỗi một lần tổng thống ra giảm thuế lại hỏi những cái câu đó để làm gì vậy? Tức là họ không trả lời được, và họ chỉ push back, họ khi mà người ta hỏi thì họ không có cái câu gì, không có câu trả lời, họ chỉ giống như là họ dập cái câu hỏi thôi. Thì thưa quý khán giả, nếu mà mình biết rồi đó, mình nãy giờ tôi chỉ nói là những cái nhà hàng, những cái chợ của Việt Nam thôi. Quý thính giả cứ tưởng tượng là mình là những cái công ty lớn theo cái kiểu như là Apple hay là Amazon hay là những cái công ty lớn mà có hàng trăm ngàn nhân viên đó. Thì bây giờ nếu mà không có cái payroll tax nữa đó, thì điểm thứ nhất là như tôi đã nói, nhân viên thì không đóng, nhưng mà cuối năm thì cũng phải 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 nếu mà tính tới cuối năm thì vẫn phải trả anyway.
chỉ có mấy cái hãng đó, là mấy hãng không có phải đóng cái phần của họ, mấy cái người employer mà nhất là những cái công ty lớn mà không có đóng cái tiền của họ cho cái quỹ thuế liên bang đó, thì Medicare của mình bị thiếu tiền, Social Security bị thiếu tiền, mà mấy cái hãng tiếp tục vào nữa, thành ra đã cho giảm thuế rồi, bây giờ vì cái coronavirus này mấy người này lại được vào thêm nữa. Nhà hàng với chợ với những cái tiệm mà ăn của Việt Nam mình nhỏ không đáng kể, nhưng mà mấy cái đại công ty đó mà không cái trả cái payroll tax đó, không trả cái phần của họ đó, lại là thêm vài trăm triệu nữa, lại thêm vài bạc tỷ nữa, quý khán giả thấy không? Chính vì vậy cho nên ngay bây giờ cái những cái người mà làm luật ở những người quốc hội họ đang chống lại. Nhưng mà tổng thống Trump thì khi mà ông làm đó, ông chỉ theo cái feeling của ông thôi, theo cái linh tính của ông thôi. Ở cái linh tính của ông thấy rằng là mình làm vậy thì không chừng mình kích thích kinh tế. Tôi guarantee với quý khán giả là cái chuyện mà payroll tax đó, ngay bây giờ mình không có biết là nó sẽ ra như thế nào, tổng thống chỉ đánh tiếng thôi. Nhưng mà tôi nhiều phần tôi nói rằng là khi mà vào chi tiết, không có một cái quốc hội sẽ không có đồng ý với tổng thống, cái đó là cái thứ nhất. Và nếu mà có tung ra đi nữa đó, thâm thủng sẽ lên thêm thôi chứ chả có giúp gì cho kinh tế hết. Cái kinh tế mà nó liên quan tới coronavirus mà tổng thống nghĩ rằng là giảm cái thuế payroll tax mà tốt đẹp hơn đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà suy nghĩ hai cái chuyện nó không có dính dáng gì với nhau hết đó. Để coi rằng là ngay bây giờ mới chỉ là lời hứa thôi, nhưng mà nhiều phần khi mà đi vào tới con số chi tiết, tôi nghĩ rằng là cái này khó được quốc hội đồng ý lắm, để xem coi như thế nào. Nhưng mà đó là cái phân tích của tôi. Mà bên cạnh cái chuyện mà cái payroll tax mà dành cho coronavirus nữa, thì trong cái chương trình trước Lệ Ngọc với chúng tôi có nói rằng là một cái tin nó kinh hoàng hơn là cái đấu đá giữa Nga với Ả Rập Saudi đó, về cái vấn đề giá xăng dầu đó. Thì bây giờ ngày hôm qua là cái tin nó lại rõ rồi đó, tức là ngoài cái chuyện mà định là giảm cái payroll tax đó, tổng thống còn đang nghĩa là ra cái lệnh là làm sao để mà giúp đỡ cho các cái công ty dầu, những cái công ty dầu mà dầu từ đá phiến của Mỹ đó, làm sao để mà những cái công ty đó đừng có bị phá sản trong cái chuyện mà đấu đá giữa Nga và Ả Rập Saudi. Thì trong cái chương trình vừa rồi, quý thính giả thấy chúng tôi có chia sẻ đó, là Nga với lại các cái khối OPEC đó, họ ngồi họ họp lại với nhau. Thì khi mà họ họp lại với nhau, cái mục đích của họ là đừng có để cho giá dầu rớt. Mà muốn đừng để cho giá dầu rớt xuống đó, thì các cái nước OPEC họ nói là họ sẽ giảm, họ đừng có tung dầu ra thị trường nữa. Và họ yêu cầu là nếu mà họ không tung dầu ra đó, thì Nga cũng đừng có tung dầu ra. Bởi vì nếu mà họ giảm cái sản lượng mà Nga tiếp tục tung sản lượng đó, thì Nga lại tiếp tục bán rẻ, rồi Nga tiếp tục là chiếm thị trường. Mà cái đang họp nửa chừng thì đây là cái câu của Nga nói nè. Nga nói là cái chuyện mà mình giảm giá dầu đó, mình giữ cái giá dầu, mình đừng có cho giảm đó, thật sự Nga với lại mấy cái nước kia không có lợi, mà lợi là lợi cho Mỹ. Tại sao vậy? Chúng ta biết là cái dầu đó ở các nước khác đó, thì họ lấy từ những cái túi dầu và họ lấy từ những cái túi dầu ở dưới cái lòng đất đó, và cái cách khai thác theo cái cách lấy dầu theo cái kiểu đó đó, cái giá thành nó đúng là lấy ra một cái thùng dầu cái giá nó rẻ hơn là cái lấy dầu theo cái kiểu của Mỹ. Là tại vì dầu của Mỹ với cái khí đốt của Mỹ đó, lấy theo cái kiểu là chúng ta bơm nước, chúng ta bơm hóa chất vào để chúng ta làm vỡ mấy cái phiến đá. Rồi khi mà vỡ mấy phiến đá đó, thì cái dầu mà chứa trong mấy phiến đá đó, nó trồi lên, nó mới theo cái đường ống dẫn dầu nó đi lên. Thì cái đó là anh em chúng tôi cũng chia sẻ trong một cái chương trình nào là cách đây cũng lâu rồi, là về cái cách lấy dầu của Mỹ là như vậy. Mà nếu mà lấy dầu như cái kiểu Mỹ như vậy đó, thì cái trữ lượng dầu nó nhiều lắm, nhưng mà cái giá thành để mà lấy một cái thùng dầu nó mắc hơn mà. Cho nên nếu mà bây giờ
cả thế giới giữ cái giá dầu ở cái mức độ cao thì các công ty Mỹ còn lời. Còn nếu mà mấy giá dầu mấy cái nước khác đó họ tung ra để mà họ phá giá dầu đó thì các cái công ty Mỹ sẽ lỗ, là tại vì cái mình lấy một cái thùng dầu mà giá quá cao trong khi mình bán rẻ mình bị lỗ thì các công ty Mỹ sẽ phá sản. Bây giờ chính vì cái chuyện mà Nga nói rằng là không có cái cớ gì mà Nga không có quẩn đâu đó mà để mà giúp mấy cái công ty dầu hỏa của Mỹ, và Nga không có chịu là giữ cái giá dầu, Nga muốn là sản xuất ra phá giá. Mà chính vì Nga chơi như vậy thì Ả Rập nói rằng là nếu mà ông Nga mà ông chơi như vậy thì tôi chơi trội hơn ông, tại vì cái sản xuất dầu hỏa của Ả Rập Saudi đó mạnh hơn Nga nhiều. Thì Ả Rập Saudi bung ra thì hai bên bây giờ đang đấu đá với nhau, mình không biết là bên nào sẽ thắng, nhưng mà rõ ràng là giá dầu rớt nó mới ảnh hưởng tới cái thị trường chứng khoán của chúng ta. Mà mấy ngày nay chúng ta thấy nè, ngoài coronavirus lại thêm cái chuyện mà giá dầu, mấy cái công ty dầu bị rớt giá nữa, cho nên nó lôi cái chỉ số Dow Jones xuống hàng loạt luôn. Mình thấy như vậy, bây giờ thì Tổng thống nói rằng là phải giúp cho mấy công ty dầu của Mỹ. Cái câu hỏi là trong cái tình hình mà đấu đá mà giữa Nga với Ả Rập Saudi như vậy, và rõ ràng Nga nó cũng nói luôn, họ sở dĩ mà Nga muốn đập mấy công ty Mỹ chỉ vì Mỹ đang sanction cái công ty dầu Rosneft của Nga, mà bây giờ Tổng thống nói tuôn tiền ra để mà giúp mấy cái công ty dầu, thì cái cách này cũng là cái cách như là Tổng thống mà đấu đá với lại Trung Quốc về đậu nành, rồi lại phải tuôn tiền ra hàng tỷ đô la để mà giúp cho cho các nhà nông mà. Thì bây giờ cái cuộc mà đấu đá về cái giá xăng dầu này không phải là do Tổng thống làm ra, mà do Nga với lại Ả Rập Saudi làm ra, họ đấu đá với nhau. Mình là bị lây theo mà mình bị là gặp khó khăn theo, thì Tổng thống nói là bỏ hàng tỷ đô la ở trong cái ngân khố ra để mà tiếp tục cứu các cái công ty xăng dầu của Mỹ. Đó cũng lại là một cái bài toán. Cái điều đó nó không phải là hoàn toàn sai. Mình tung tiền ra để mình bail mấy cái công ty lớn đó thì Mỹ vẫn thường vẫn làm như thế. Nhưng mà liệu rằng là cái lần này mình bỏ tiền ra ngay lúc mà giữa Ả Rập Saudi với Nga đó đang choảng nhau về cái vấn đề giá xăng dầu đó, người ta đang phá giá, thì mình tung tiền ra có cứu được mấy cái công ty hay không? Đó lại là một cái chuyện khác nữa. Cho nên ngay bây giờ mình biết một bên là xăng dầu, một bên là coronavirus. Những cái biện pháp Tổng thống đưa ra nó có giúp được hay không, nó có ảnh hưởng gì hay không? Thế thì bây giờ bên phía nghĩa là cả lưỡng đảng, những cái người mà làm luật đó, người ta cũng đang cân nhắc. Và hiện giờ mình thấy cái chống đối nó đang gọi là mạnh đó. Mình để xem coi rồi rốt cuộc ra như thế nào. Nhưng mà tôi cũng chỉ thấy rằng là riêng về cái vấn đề coronavirus đó, mà nói rằng là cắt giảm thuế payroll đó, chắc chắn là chắc nó không đi tới đâu rồi đó. Còn cái việc mà tung tiền ra để mà cứu mấy cái công ty khai thác dầu đá của Mỹ đó, thì mình không hiểu rằng là cái chuyện đó nó sẽ đi tới đâu. Bởi vì chờ các cái người mà họ làm về ngân sách đó, họ ngồi xuống rồi họ mới xem coi là mình tung tiền ra bao nhiêu và mình cứu vãn được mới tới cái mức nào. Cái đó là một cái bài toán mà phải đi vào chi tiết mới biết được. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, quý vị, khi mà luật sư Duyên nói đến cái kế hoạch cắt thuế payroll của Tổng thống Donald Trump thì chúng ta thấy đó là một cái điều mà không có lợi cho tương lai, cho những thời gian sau. Nhưng mà có một cái điều, thưa quý vị, khi mà Tổng thống Donald Trump, ông nói đến vấn đề này, cái điều ông lo sợ là ông không bao giờ muốn những cái tin tức mà liên quan đến thị trường tài chính kinh tế của nước Mỹ mà nó thảm hại như những ngày vừa mới qua. Cái ảnh hưởng tốt khi mà Tổng thống Donald Trump lên tiếng, nó sẵn sàng, nó có liền ngay lập tức, thưa quý vị. Cái đó là chỉ trong một thời gian ngắn hạn. Nhưng mà đó là cái điều mà Tổng thống ông nghĩ đến ngay lập tức thôi, chứ ông đâu có cần trong những cái thời gian sau. Đâu biết ai sẽ là Tổng thống, và cái thời gian sau đó nó sẽ là một cái tính toán khác nữa. Chứ còn hiện tại không thể nào mà để thị trường của nước Mỹ mà bị xuống như vậy. Thì cái lời tuyên bố của ông trong ngày hôm qua, thưa quý vị, thị trường đã lên trở lại
bật lên trở lại 1.167 điểm trong ngày thứ ba, vì cái viễn ảnh lạc quan dựa trên đề nghị cắt thuế kích thích cho nền kinh tế được đưa ra từ Tổng thống Donald Trump. Vì quý vị thấy nguyên tuần trước bị mất quá nhiều rồi, trong ngày đầu tuần ngày thứ hai đã mất hơn 2.000 điểm. Thành thử giới đầu tư họ chỉ trông mong vào cái kế hoạch, có một cái kế hoạch nào để mà cứu vãn kinh tế trước COVID-19 hay không. Thành thử quý vị thấy khi mà Tổng thống Donald Trump ông đề nghị rồi ông còn lên tiếng là ông có thể cắt hoàn toàn ở cái mức là 0% thuế payroll sổ lương, thì cái ảnh hưởng đó là thị trường đã bùng dậy mạnh mẽ lên 1.167 điểm vào cuối ngày hôm qua. Nhưng mà sáng nay, thưa với luật sư Duyên, trong lúc mà anh Duyên tường trình đến cho quý vị, Lê Ngọc có nhìn trên thị trường Wall Street thì sáng nay vẫn tiếp tục trở lại là màu đỏ. Nhưng trong ngày hôm qua, cổ phiếu của những công ty lớn, thưa quý vị, nào là Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google đều tăng lên trở lại hơn 4,8%. Còn JP Morgan Chase và Home Depot tăng mạnh hơn 7%. Thì dù gì ngày hôm qua cũng là một ngày mà chúng ta thấy là có một cái sự lạc quan để cho cổ phiếu của những công ty mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị cũng được tăng lên. Rồi cổ phiếu của công ty dầu đá phiến của US West Texas Intermediate cũng tăng được 10,4% ở cái mức giá là 34 cent cho một thùng. Thành thử trong cái hoàn cảnh mà dịch bệnh rồi kinh tế lại bị bấp bênh như vậy thì cái niềm tin lạc quan của thị trường chứng khoán nó rất là quan trọng. Do đó cái tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đi, thưa quý vị, chúng ta biết là cái tuyên bố sẽ không có một cái ảnh hưởng tốt trong lâu dài của nền kinh tế nước Mỹ, nhưng nó đã giúp được nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, và cũng thể hiện được cái nỗi lo lắng, phải nói là lo sợ của Tổng thống Donald Trump nếu mà kinh tế của nước Mỹ bị rớt xuống liên tục. Đó là những gì mà Lê Ngọc ghi nhận được sau khi mà nghe luật sư Duyên tường trình đến cho quý vị. Và thưa với lại luật sư Duyên, chuyển qua một cái bản tin khác, chuyện gì đã xảy ra ở tòa để mà Hạ viện Dân Chủ trong ngày thứ ba đã lên tiếng là họ đã giành được một cái chiến thắng, mà cái chiến thắng này là về mặt pháp lý, sau khi mà tòa liên bang đã cho Hạ viện Dân Chủ cái quyền, đây là một cái quyền truy cập vào tài liệu của đại bồi thẩm đoàn về cái cuộc của điều tra Nga của cựu công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller. Thì chúng ta cứ tưởng là sau khi mà ông Robert Mueller ông lên tiếng rồi cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller đã kết thúc, sẽ không trở lại nữa, nhưng mà chúng ta thấy là vẫn tiếp tục, vẫn có những cái ảnh hưởng trong những ngày sắp tới, thưa luật sư Duyên. Sẽ trả lời cái câu hỏi về pháp lý của Lê Ngọc, nhưng mà mình trở lại cái thị trường chứng khoán. Chỉ muốn là chúng ta cùng nhau hiểu thêm một chút xíu, mà cái hiểu này cũng chỉ là common sense thôi, để mà quý tín giả hiểu. Nhiều khi những cái tin tài chính á, là do những cái công ty tài chính lớn họ tung ra như vậy để mà họ tạo họ làm giá thôi, chứ còn chưa hẳn nó đã là như vậy. Bây giờ mình nói cái thị trường chứng khoán của Mỹ, chúng ta biết là trên thế giới có nhiều trung tâm chứng khoán lắm, nào là bên Hồng Kông, bên Nhật Bản, ở đâu cũng có những cái trung tâm chứng khoán rất là lớn, Trung Quốc. Thì ở Mỹ mình là cái thị trường chứng khoán ở Mỹ nó lên nó xuống đó, thì đây là cái thực sự về cái vấn đề thị trường chứng khoán nè, là chúng ta nên nhớ là chúng ta là những người thường, mà nếu mà chúng ta có tiền là chúng ta mua thí dụ 100 xe này hay là 500 xe nọ đó, là chúng ta mua theo cái hướng của cái thị trường thôi. Nhưng mà cái hướng của thị trường được quyết định nó không phải là vì một lời tuyên bố của một ông A hay là một ông B, ngay cả mấy ông đó là tổng thống đi nữa cũng không phải là như vậy. Nhưng mà đây là cái chúng ta nên nhớ là, thí dụ mình có cái quỹ về hưu đi, mình mới nói mình bỏ cái quỹ về hưu mình vô trong cái nhà băng như là Fidelity hay là Vanguard hay là E-Trade gì nọ đó, thì chúng ta bỏ vô, thường chúng ta trừ những người mà gọi là gamble thứ thiệt đó, mua hẳn của Apple hay là mua hẳn của Amazon thì cái đó là khác. Nhưng mà đa số chúng ta, vì cái số tiền về hưu của chúng ta mà, chúng ta bỏ
hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn đi vào trong một cái quỹ rất là lớn của họ, nó gọi là cái mutual fund hoặc là những cái investment fund đó, thì họ gom tiền của bao nhiêu người tới, thành ra cái quỹ đó thường thường nó lên tới cái dạng đó là hàng trăm tỷ một lần. Mà khi mà họ mua đó, họ không mua một cái công ty đâu, họ mua cả ngàn công ty. Chẳng hạn họ mua 500 công ty hay 1.000 công ty, thì trong 500 hay là 1.000 công ty đó đó, có công ty, nếu mà có công ty lên rồi cũng có công ty xuống, mà đối đầu lại khi mà họ chia đều cái số tiền của chúng ta ra cả ngàn công ty như vậy đó, thì nó tránh cho chúng ta không có bị gọi là hễ mà một công ty nào mà phá sản là mình mất hết tiền mà. Cho nên họ đi theo thị trường, họ mua một lần cái số lượng lớn lắm, và chính những cái lực đó nó mới làm cái giá của cổ phiếu nó thay đổi, coi cái giá của thị trường chứng khoán nó thay đổi. Thì chúng ta thấy là vì coronavirus nó xảy ra, nó mới làm tê liệt các cái hãng xưởng ở Trung Quốc. Mà các hãng xưởng ở Trung Quốc mà tê liệt đó thì nó mới ảnh hưởng tới các những cái hãng xe hơi, hãng bất kỳ một cái hãng chế tạo nào trên thế giới mà có dùng đồ part của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Rồi vì cái mức sản xuất của họ không ra nữa đó, thì tự nhiên là cái cổ phiếu của riêng cái hãng đó xuống. Mà chúng ta nên nhớ là nếu mà trong thị trường chứng khoán đó, một hãng xuống thì thôi đó thì không có sao. Đằng này toàn thế giới nó bị ảnh hưởng cái coronavirus, có nghĩa là nếu mà họ bỏ tiền ra mà họ mua 1.000 hãng, mà 1.000 hãng đều rớt một loạt như vậy đó, chúng ta mới thấy là chỉ trong có một vài ngày thôi mà là thị trường chứng khoán rớt cả ngàn điểm, rồi sau đó là 2-3 ngàn điểm trong vòng chỉ mới có vòng 10 ngày thôi mà rớt khoảng 10-mấy%. Rồi bên cạnh đó, đó là các cái công ty xăng dầu mà họ cũng có chứng khoán của họ, thì mấy cái công ty lớn cũng mua. Và khi mà giữa Nga mà đấu đá với lại Ả Rập Saudi làm cho mấy cái công ty xăng dầu bị khó khăn một cái đó, mà cái giá rớt đó thì tất cả các cái thị trường xăng dầu nó rớt một cái là nó ảnh hưởng luôn. Thành ra chúng ta thấy đó là cái chuyện nó xảy ra cho thị trường chứng khoán, chứ không phải là lời của ông tổng thống. Rồi sau đó khi mà giá nó rớt quá xuống thấp rồi đó, thì mình các cái công ty mà họ giữ tiền của mình đó, họ nói rằng ok, nếu mà giá đã xuống thấp rồi thì họ tung tiền ra họ mua, tại vì họ hy vọng là mua lúc nó giá thấp, lúc mình bán lại giá cao thì mình có lời. Cái đó là cái kiểu giống như đầu cơ tích trữ vậy đó, mua thì mua rẻ mà bán thì bán lúc giá cao mà. Cho nên bây giờ giá nó rớt một cái ào xuống thì họ mua họ hy vọng rằng nó sẽ lên. Yes, vì họ mua quá nhiều thì giá ngày hôm qua nó lên lại 1.100 mấy chục điểm. Nhưng mà cái thực tế nó cũng vẫn là thực tế, lên ngày 1.167 điểm, rồi bây giờ nhìn lại cả thị trường không có cái lý do để mà lên nữa đó. Thì Lệ Ngọc nói là ngày hôm nay mở cửa thị trường ra dòm thấy cái số đỏ, cái chứng khoán của hãng nào cũng đỏ hết. Vậy thì chính cái thăng trầm đó nó làm cho mấy cái nhà đầu tư lại còn lời hơn nữa. Tức là vì chúng ta là chúng ta không có kiểm soát được cái giá, chúng ta chỉ mua lẻ tẻ thôi. Họ mua một lần cái số lượng hàng triệu xe mà. Cho nên khi mà nó rớt đó, họ mua trở lại thì tự nhiên cái giá nó điều chỉnh, mình thấy nó lên trở lại. Nhưng mà khi nó lên trở lại tới một cái mức độ nào đó, cái thực tế không có cho họ mua nhiều hơn thì họ không mua nhiều hơn. Và không chừng họ còn bán ra nữa thì nó lại rớt trở lại. Cho nên trong những ngày tới đó, cái kim mà lên xuống của cái vấn đề mà giá chứng khoán nó giống như cái kim hàng thử biểu mà đang có bão vậy đó. Cái kim nó cứ giật qua giật lại. Thành ra chúng ta quen với cái điều đó để chúng ta quan sát cái thị trường nó vui lắm. Chứ còn mà nói là một ông như là ông tổng thống mà ông nói mà nó lên liền, cái chuyện nó không có đâu. Những cái tiếng nói mà có thể ảnh hưởng nhiều đó là những cái tiếng nói của những cái người mà chủ tịch các cái ngân hàng dự trữ liên bang đó. Hồi xưa mà chúng ta mỗi một lần mà ông Alan Greenspan mà ông nói cái gì đó, thì bởi vì ông ra là ông ra cái chính sách, chứ ông không có, không phải là ông nói thăm dò theo cái kiểu ông tổng thống nói. Ông ra là ông ra một chính sách, mà cái chính sách đó về lâu về dài nó ảnh hưởng như thế nào, và nó yes, lúc cái đó là nó ảnh hưởng nhiều. Còn bây giờ thì cái tiếng nói đó là tiếng nói của ông Jerome Powell đó. Nhưng mà hôm nay thì ông Jerome Powell không có ra một cái tiếng nói nào mà quyết định về chính sách đó, là chúng ta không có thấy cái ảnh hưởng đó. Còn cái
tiếng nói của một vị tổng thống nó có cái tính cách là politics, nó có tính cách chính trị nhiều hơn, mà tại vì tổng thống phải lên tiếng là để nhắm vào cái cuộc bầu cử tháng 11 hơn là cái chuyện mà thực sự cái tiếng nói của tổng thống mà nó ảnh hưởng nhiều tới thị trường chứng khoán. Cái đó không khó đâu. Khi mình hiểu được là thị trường chứng khoán có nghĩa là mua rẻ bán mắc đó, thì nó cũng y hệt như giá gạo, y hệt như là tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra mà mình đã quan sát trên thị trường mà. Còn trở lại cái câu hỏi của Lê Ngọc về cái vấn đề là ngày hôm qua một cái tòa này chỉ là tòa thượng tố thôi, còn một nấc nữa mới lên tới tối cao pháp viện, thì đã ra lệnh là các nghĩa là tóm lại là quốc hội được quyền xem những cái hồ sơ điều tra của cái đại bồi thẩm đoàn trong cái lần điều tra của ông Mueller, thì đó là một cái chiến thắng của sự thực nữa, có nghĩa là mình muốn là cái sự thực phải được phơi bày cho công chúng thì mình, chứ còn bên phía bên tòa Bạch Ốc thì họ muốn giấu lại mà. Thì bây giờ mình thấy cái chiến thắng thêm một bước nữa, hồi đó là tòa dưới cũng đã cho rồi, lên cái tòa thượng tố cũng cho nữa, thì khi mà tòa thượng tố mà cho quyết định như vậy rồi đó, thì quý thính giả chắc chắn là bên phía bên tòa Bạch Ốc, có nghĩa là bên phía Donald Trump đó, cũng sẽ thượng tố cái này lên tối cao pháp viện. Mình chờ xem như thế nào. Nhưng mà bây giờ tối cao pháp viện đó gọi là bị đặt vào một cái trường hợp, một cái thế là một bên là luật pháp và một bên là tổng thống, thì cái tiếng nói như thế nào đây? Và cái tiếng nói của tối cao pháp viện đó, nó sẽ cho chúng ta cái niềm tin vào cái hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ, là tôi vẫn nói là cái cơ sở cuối cùng mà khiến cho chúng ta tin là cái nền dân chủ này còn tồn tại đó, chính là cái tối cao pháp viện. Nhưng mà những cái quyết định gần đây của tối cao pháp viện đó, nó hơi làm cho người ta hoang mang đến mức độ mà trong cái Harvard Law Review đó, có một cái bà đó, bà viết bài trong cái tập san mà Harvard Law Review là xem xét lại những cái luật đó, mà chúng ta biết là cái tập san mà Harvard Law Review đó nó có một cái giá trị pháp lý kinh hoàng lắm. Thì bà này chỉ là một cái tòa liên bang thôi, bà là chỉ là một thẩm phán tòa liên bang cấp thấp nhất thôi, mà bà nói rằng là những cái quyết định gần đây của tối cao pháp viện đó đang đánh phá vào cái nền dân chủ của chúng ta, và đó là một cái điểm đáng buồn. Một thẩm phán liên bang mà dám phê phán thẩm phán tối cao pháp viện cái cỡ đó đó, là mình cũng thấy bắt đầu mình nên quan sát như thế nào. Và gần đây mình cũng nghe cái choảng nhau giữa ông Chuck Schumer với lại ông John Roberts, thì ông John Roberts vẫn cứ khẳng định là tối cao pháp viện là một cái gì gọi là không có dính gì tới chính trị. Nhưng mà những cái quyết định gần đây khiến cho người ta ngờ rằng là hình như chính trị nó bắt đầu nó cũng soi mòn vô tối cao pháp viện rồi. Bây giờ ngoài cái chuyện mà Lệ Ngọc mới chia sẻ hồi nãy đó, là bây giờ cái tòa mà thượng tố đó là buộc bên phía chính quyền phải đưa ra những cái hồ sơ trong cái vụ điều tra Mueller đó, thì lại có một cái case nó song song như vậy mà nó xảy ra cách đây vài ngày rồi. Đó là cái case mà giờ là liệu cái ngân hàng Deutsche Bank với lại cái cơ quan kế toán cho tổng thống là cái cơ quan Mazar đó, có phải đưa cái tài liệu, hiện giờ chúng ta biết là quốc hội đòi cái tài liệu đó và bên công tố ở thành phố New York cũng đòi những cái tài liệu đó, những cái văn kiện của Deutsche Bank nó liên quan tới cái cách làm ăn của gia đình Donald Trump, và công ty Mazar là cái công ty kế toán đó, là chuyên môn khai thuế rồi làm sổ sách cho Donald Trump. Bây giờ hai cái nơi đó là hai cái nơi mà quốc hội cũng subpoena, rồi bên phía bên công tố New York cũng subpoena, tổng thống đã kiện bây giờ nó lên tới cái tòa gọi là thượng tố cũng đã thua rồi, thì cái case này nó đi cao hơn mà, nó lên tới tối cao pháp viện. Thì bây giờ khoảng cuối tháng 3, tháng 4 này đó, là tối cao pháp viện
họ sẽ lắng nghe hai phía. Một phía bên tổng thống sẽ dùng cái nói rằng là tổng thống có một cái quyền được miễn, được đặt miễn, không có cần đưa ra. Trong khi đó quốc hội và công tố của New York nói rằng là tổng cái tiền lệ cho thấy là tổng thống không có được miễn nhiễm trong cái những cái trường hợp đó. Những cái, họ đưa ra những cái case từ thời ông Nixon nè, rồi trước đó là tổng thống Andrew Johnson nè, rồi ngay cả cái thời mà ông Bill Clinton đó, nghĩa là bà Hillary Clinton, bà chỉ có cái là bà là cái công ty luật mà bà bill người ta thôi, mà khi subpoena là vẫn phải đưa ra, tất cả những cái đó đều phải đưa ra hết. Vậy thì cái nhức đầu cho cái tối cao pháp viện là cái phán quyết này phải được ra trước cái ngày 29 tháng 6. 29 tháng 6 là cái ngày mà cái tòa tối cao sẽ nghỉ vào mùa hè này, mà thì mình chỉ biết là từ cuối tháng này cho tới giữa tháng 4 đại khái, trong khoảng thời gian đó thì hai bên luật sư sẽ đấu đá và tối cao pháp viện sẽ nghe xong rồi đó thì phải ra cái phán quyết trước cái cuối tháng 6. Chúng ta chờ, nếu mà giả sử tới cuối tháng 6 này mà lại phán quyết lại ra là yes, là bên hành pháp, có nghĩa là bên tổng thống Trump nó có được quyền miễn trừ, không có đưa gì ra hết đó, thì chúng ta thấy rằng là cái niềm tin còn lại dành cho cái tối cao pháp viện, dành cho cái hệ thống dân chủ này, chúng ta đã coi như xong rồi. Đó là tại vì cái việc mà hồ sơ tài chính của Donald Trump nếu mà bung ra đó, thì thưa quý tín giả, Deutsche Bank mà họ đưa ra và công ty Maza mà họ đưa ra đó thì nó cũng kinh hoàng như là cái hồ sơ thuế của Donald Trump. Cho tới giờ phút này hồ sơ thuế cũng bưng bít, cái làm ăn với Deutsche Bank cũng bưng bít, cái công ty tài chính để công ty mà gọi là giữ sổ sách cho tổng thống Trump là Maza đều bị block hết. Vậy thì liệu tối cao pháp viện có ra lệnh là những cái nơi như là Mazar, như là Deutsche Bank phải đưa những tài liệu đó ra hay không? Thì cái đó nó đi kèm với cái chuyện mà cái case sắp tới cũng sẽ lên cho tối cao pháp viện, đó là liệu có đưa những cái hồ sơ đại bồi thẩm đoàn của cái vụ điều tra Mueller ra hay không đó. Tất cả những cái tài liệu đó mà đưa ra nó rất phương hại cho Donald Trump. Mà nhất là đây lại là cái năm tranh cử nữa, thì tôi không hiểu là tối cao pháp viện sẽ ra phán quyết như thế nào vào cái ngày 29 tháng 6 này trong cái vụ Deutsche Bank với Mazars, thì mình để chờ xem. Nhưng mà cái phán quyết đó nó ảnh hưởng rất lớn tới niềm tin của người dân vào cái chính quyền Mỹ. Nếu mà ngay từ đây tới tháng 6 mà bên phía tối cao pháp viện lại uống mình theo bên phía bên hành pháp, đi ngược lại những cái tiền lệ nữa, thì đó là một cái điểm thất vọng rất là lớn. Chúng ta chờ xem những cái case mà ở tòa nó sẽ xảy ra như thế nào. Đó là cái Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa quý vị, quá nhiều những tin tức trong ngày hôm nay, nhưng mà anh em của chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị để mà quý vị luôn được những cái tin tức mới nhất ở trên làn sóng của đài phát thanh NVR. Thì quý vị cũng biết là trong tuần này cái thời tiết nó rất là ấm áp tại vùng thủ đô Washington, mà chúng ta đã thấy là từ ngày đầu tuần có những lúc chúng ta trên 70 độ, và nếu mà có xuống thấp thì cũng là một cái thời tiết mát mẻ. Thì thưa quý vị, một lần nữa Lê Ngọc nhắc đến, thường thường chúng ta hay chờ đợi vào giữa tháng 3, cuối tháng 3, đầu tháng 4 để mà quý vị du lịch tới thủ đô Washington ngắm hoa anh đào. Thì cái ngày mà hoa anh đào sẽ nở rộ, Lê Ngọc thấy có thể là bắt đầu từ ngày 18 tới cái cuối tuần của tháng 3. Rồi đầu tháng 4 sẽ có những cái buổi diễn hành, nhưng mà lần này với cái dịch bệnh coronavirus và với cái sự lây lan ở tại DC, Maryland, Virginia, Lê Ngọc đang lo lắng, và nhất là cái sự lo lắng này nó cũng là một cái điều rất là thực tế, vì chúng ta cũng tránh, cũng không có đi ra tiếp xúc với lại nhiều với lại ở bên ngoài, thì không hiểu nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái vấn đề kỹ nghệ du lịch. Rồi ngoài cái vấn đề mà mùa hoa anh đào, thưa với luật sư Duyên và quý vị, thì còn nói đến Spring Break nữa. Các trẻ em hay là các trường đại học ở ngay cả bên Maryland, thì ngày hôm qua Lê Ngọc thấy là cái Spring Break của đại học, thưa quý vị, được extend, được gia hạn thêm, hoặc là nếu trở lại thì họ sẽ có những cái lớp học mà họ dạy trực tuyến nữa.
Thành thử có một cái điều mà Spring Break thì là một cái kỹ nghệ du lịch nó rộ lên, quý vị thấy là giá mà quý vị đi nó mắc hơn, nhưng mà lần này có rất nhiều những cái quảng cáo cho rằng quý vị có thể thay đổi mà không phải trả thêm cái chi phí hoặc là cái giá nó rất là rẻ. Nhưng mà những cái chuyến bay đó thưa quý vị nó trống rất là nhiều. Có một cái điều có cái tin từ Walt Disney, là Disney, công ty Disney, họ lên tiếng, họ cho rằng họ đã tăng cường những biện pháp khử trùng tại rất nhiều những công viên ở khắp thế giới vì cái dịch bệnh COVID-19. Và trước đây họ cũng đã phải đóng cửa một số công viên ở các nước ở châu Á. Nhưng mà công viên Disney World ở Orlando, ở Florida, thưa quý vị, và Disneyland ở Anaheim, California thì vẫn mở cửa bình thường. Và hiện nay Disney đang có những cái biện pháp phòng ngừa và tăng cường cái vấn đề thuốc khử trùng. Nhưng mà không biết quý vị, chắc quý vị cũng ngần ngại không có dẫn con cái trong cái mùa Spring Break vào cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 tùy theo trường học, vì vấn đề phòng cái bị lây lan mà thôi. Thì còn một cái điểm cuối cùng nữa thưa với lại luật sư Duyên mà Lê Ngọc rất là muốn gửi đến trong ngày hôm nay, thì không biết là cái thời gian của luật sư Duyên như thế nào. Cái điều mà Lê Ngọc muốn nói đến là cái tình hình của nước Nga, thưa luật sư Duyên. Lê Ngọc cứ đặt vấn đề. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Duyên. Thì thưa quý thính giả, trước đây quý vị còn nhớ là có rất nhiều những đồn đoán từ nước Nga, mà phải nói là những đồn đoán này nó rộ lên về thật sự cái tương lai chính trị của ông Putin như thế nào, sau khi mà chúng ta đã nhận được những tin tức là ông Putin đã cho bãi nhiệm toàn bộ nội các của người bạn thân của ông, đó chính là Thủ tướng Dmitry Medvedev. Thì trong ngày hôm qua, với cái sự đề xuất của bà Tereshkova, bà này người ta nói rằng là một cụ nữ anh hùng của Liên Xô, là một người phụ nữ đầu tiên mà bay vào vũ trụ, thì nay bà ở cái cương vị là nghị sĩ của đảng nước Nga thống nhất, thì bà đã nêu ra một cái điều sửa đổi. Bà phát biểu công khai về ý tưởng của bà cho nói rằng là để tổng thống đương nhiệm, đó là ông Putin, nếu mà tiếp tục được cầm quyền, thì đó là một cái yếu tố để mà duy trì ổn định xã hội của nước Nga. Thì những cái báo cáo từ nước Nga và châu Âu trong ngày hôm qua, họ đã đưa ra những cái tin về một cái phiên họp, mà phiên họp này là một phiên họp khác thường, trong Viện Duma Quốc gia của nước Nga ở Moscow, và cho rằng là đây là một cái hành động của đảng cầm quyền của nước Nga để cho ông Putin có thể tại vị sau năm 2024. Mà cái số phiếu bầu thì thưa với luật sư Duyên, Lê Ngọc đang thấy là ở Hạ viện của nước Nga họ đã thông qua với một cái số phiếu áp đảo tới 383 phiếu ủng hộ cái dự thảo này và 43 phiếu trắng. Thì thưa, đây có phải thật sự là cái vấn đề sửa đổi hiến pháp để cho ông Putin tái tranh cử? Vì chúng ta cũng đã biết rằng cái năm nay, năm 2000, Lê Ngọc thấy là năm 2024 đó là kết thúc nhiệm kỳ lần thứ hai liên tục của Tổng thống Putin. Và ngược lại là ông này cũng đã cầm quyền tới hình như là cũng đã 4 nhiệm kỳ rồi phải không, thưa với lại luật sư Duyên? Trở lại vấn đề Nga liền. Nhưng mà hồi nãy Lệ Ngọc vừa loan báo Disney, họ nói là họ sẽ có những cái thuốc tẩy trùng an toàn gì đó. Common sense thưa quý thính giả, cũng chỉ là một cái lời là gọi là lời quảng cáo thôi, không có tin được. Disney đang có thuốc gì thì cái thuốc đó cũng chỉ là xịt vô trong mấy cái toilet với lại là làm sạch cái con đường thôi. Cái vấn đề là khi mà nhiều người đi tới Disneyland á, thì nếu mà một người trong đó mà có cái vi khuẩn corona đó, thì không có cái thuốc nào của Disneyland mà có thể ngăn được là người đó lây qua cái người bên cạnh đó. Thành ra cái lời đó là một cái lời lòe bịp, mình chỉ biết như vậy, nhưng mà họ vẫn nói và vẫn có người tin. Bây giờ thí dụ nếu mà Disneyland mà nói như vậy thì một cái chiếc mà cruise ship đó, cái chiếc mà du thuyền đó, họ cũng nói vậy, tôi cũng xài những cái thuốc mà Disneyland xài thuốc nào là tôi xài thuốc đó, mình dám đi không? Chắc không dám đâu. Thành ra mỗi một lần mà nghe cái quảng cáo, cho dù là công ty lớn đi nữa, mình phải dùng cái common sense, dùng cái trí thông minh tự nhiên à, chứ còn
ngồi ở đó mà tin họ nói rằng là đi vào Disneyland là an toàn, thì chính Tổng thống Trump của ông cũng nói vậy thôi. Ông nói cứ đi qua mấy cái rally khác nguy hiểm lắm, chứ còn đi rally của ông mà an toàn vô cùng. Quý khán giả có tin hay không thì cũng tùy, chứ tôi thì tôi không tin. Còn nếu mà nói mà tin hay không đó, ngày hôm qua thôi mà có hai người, dĩ nhiên cũng chỗ quen biết, mà gọi là cuồng Trump đó, mà nói với tôi những câu như thế này thì tôi chịu thua luôn. Nói rằng là cái bọn dân chủ thổ tả đó đưa ra cái vấn đề corona, chứ làm gì có cái chuyện gì mà chết đâu mà chết, đông đâu mà đông. Thì khi họ nói như vậy thì tôi cũng nói là đúng là cái bọn dân chủ nó vô cùng thổ tả rồi, tôi cho nó xong. Trở lại cái vấn đề Putin, ở bên Putin thì như Lệ Ngọc vừa chia sẻ, thì quý tín giả thấy đó là cái hiến pháp của Nga đó cho một ông tổng thống được quyền làm hai nhiệm kỳ, mà nếu mà muốn ứng cử nữa thì phải có cái khoản, chứ không có được ứng cử mà liên tục cho tới nhiệm kỳ thứ ba. Thì Putin là cái tên mà gọi là tham lam quyền lực, mà làm xong hai nhiệm kỳ xong thì cái nhiệm kỳ thứ ba đó mới đưa cho cái ông Medvedev là đàn em của mình lên ra ứng cử để mà ứng cử tổng thống tạm thời đó, rồi có một cái khoảng trống mà cái kiếp kế tiếp nữa là Putin lại ra ứng cử nữa thì lại làm thêm hai nhiệm kỳ nữa. Mà hai cái nhiệm kỳ kế tiếp, Lê Ngọc cũng chia sẻ rồi, là từ năm 2020 này tới năm 2024 là hết, không có còn làm, không có được ra ứng cử nữa. Thì trong một chương trình trước anh em chúng tôi cũng chia sẻ là Putin muốn giữ cái quyền lực, thành ra mới nói là muốn bớt cái quyền của ông tổng thống mà giao cái quyền mà cai trị quốc gia cho một cái gọi là một cái quỹ ban điều hành quốc gia đó. Thì đưa qua cái quỹ ban điều hành quốc gia đó thì Putin định là chủ tịch, rồi đưa đàn em của mình làm phó chủ tịch. Thì tóm lại là xếp cái quyền từ ông tổng thống qua cái quỹ ban đó, mà quỹ ban đó là Putin là trùm, thì lại tiếp tục. Nhưng mà hình như cũng chưa có, không có an tâm nữa, cho nên vận động như thế nào đó mà ngày hôm qua cái hạ viện đó thông qua 383 phiếu thuận, còn 43 phiếu còn lại cũng không dám chống nữa, là phiếu trắng. Mà nói rằng là họ đưa ra cái này mới là buồn cười nè. Họ nói là họ không có muốn sửa cái hiến pháp, tại vì họ tin rằng là nếu mà để cho một cái ông tổng thống mà làm hoài đó thì ông đó sẽ trở thành độc tài, mà họ sợ. Thành ra họ nói là họ không có muốn sửa hiến pháp, họ muốn vẫn giữ cái giới hạn là hai nhiệm kỳ y như cũ. Nhưng mà họ chỉ ra một cái luật đặc biệt thôi, là cái luật đặc biệt đó là xét con số mà Putin đã làm tổng thống thành là zero. Có nghĩa là Putin đã làm tổng thống 4 lần rồi, nhưng mà họ nói rằng cái luật này mà được thông qua đó là coi như là Putin chưa làm tổng thống bao giờ hết. Có nghĩa là Putin được start lại từ đầu để mà ra ứng cử tổng thống nữa. Quý khán giả thấy không? Thành ra Putin được quyền ra ứng cử tổng thống nữa, nhưng mà khi mà Putin mà lỡ có chết đó, thì cái người sau Putin chưa chắc được hưởng cái quyền này. Đó là một cái cách mà nó trân tráo, nó sửa luật đến như vậy đó. Cho nên nó làm cho tôi nhớ một cái câu là người ta nói là về chính trị mà, không có tin vào cái người tốt, chỉ tin vào cái hệ thống làm cho người ta đỡ xấu đi mà thôi. Còn bây giờ cứ sửa luật như vậy thì rõ ràng là cái hệ thống nó không có work, cho nên cái người xấu cứ tiếp tục hoài. Mà mình hiểu là bất kỳ một cái thể chế dân chủ nào trên thế giới này đó, nói như thế nhưng mà nó giống như cái trái cầu pha lê, nó đẹp lắm nhưng mà nó rất là dễ vỡ. Mình không bảo vệ nó thì là nó sẽ vỡ thôi. Thì chúng ta thấy nước Nga mới vừa từ cộng sản chạy qua dân chủ, cầm cái quả cầu pha lê lên, nhưng mà không, nghĩa là thứ nhất là thoạt đầu chắc là dân thờ ơ, rồi một tay như Putin mới lên rồi mới gọi là tạo vây cánh bên quốc hội, bên nội các, thì bây giờ cái quả cầu đó nó vỡ rồi. Thành ra tất cả những cái chuyện Putin làm nó làm cái trò hề cho vui thôi, chứ không có dân chủ gì hết. Putin sẽ tiếp tục làm. Mình nhìn qua bên Trung Quốc cũng vậy, đảng cộng sản xong có chuyển qua Đặng Tiểu Bình, chưa hẳn là dân chủ nhưng mà nó còn có một chút xíu gọi là chia quyền một chút đó. Bây giờ Tập Cận Bình cũng đập ngược lại. Mình thấy cái chuyện nó đã xảy ra
từ ở bên Israel cũng vậy nữa. Israel là cái nền dân chủ Israel, bây giờ Netanyahu muốn là muốn 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 vận dụng mà để mà lại tiến quyền nữa. Làm cho tôi nhớ là hồi nhỏ đó, khi mà mấy đứa mà ngồi nói chuyện chơi với nhau, con nít nói chuyện với nhau mà, bà nói rằng là, nó có một cái câu nói rằng là nếu mà được làm vua một ngày thì mình sẽ làm gì trong cái ngày đó. Thì một ý kiến trong nhóm anh em nhỏ nhỏ chúng tôi mà nói là nếu mà tôi được làm vua một ngày đó thì tôi sẽ trong ngày đó tôi sẽ sửa luật để tôi làm vua trọn đời. Đại khái nó như thế. Đó là cái câu nói chơi tuổi nhỏ, nhưng mà nó là cái thực tế trong cái chuyện mà tranh quyền của cái thế giới này. Cho nên mình học cái bài học của bên Nga bây giờ, mình học bài học ở bên 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 Tàu, mình học bài học ở bên Israel đó, thì tôi cũng hơi rợn người khi tôi thấy là trong cái lũ cuồng Trump, kể cả cuồng Trump Việt Nam, mà họ nói cái câu như vậy nè. Họ nói họ mong là Donald Trump được xong 4 năm xong, hết hạn rồi, rồi cái con của Donald Trump là Donald Trump con cũng nhào lên nữa. Ý tính giả thấy không? Khi cái một cái nền dân chủ mà nó bị hủy hoại chỉ vì có những cái tư tưởng nó cuồng như thế. Cho nên kết thúc cái tin này thì đó là cái chuyện bên Nga. Nhưng mà trở lại cái chuyện của chúng ta là nhớ dùm cái câu của ông Benjamin Franklin. Nước Mỹ này là một cái nền cộng hòa, là một cái thể chế tự do. Nếu mà chúng ta giữ nó, if we can keep it, chúng ta đang có một cái quả cầu pha lê rất là đẹp, nhưng mà nó rất là dễ vỡ. Handle with care. Thành ra đừng có thờ ơ, làm ơn tháng 11 này đi ra bỏ phiếu. Và bỏ phiếu thứ nhất loại Donald Trump, thứ hai loại cái đám cuồng Trump ở Hạ viện, ở Thượng viện, loại cho sạch. Mình muốn có một cái thể chế mới, trong đó mình phục hồi lại cái tự do, cái giá trị, cái lịch sự, cái lễ độ. Rồi sau đó ai ai cũng được, dân chủ cộng hay là cộng hòa gì, cái chuyện đó là chuyện về sau. Nhưng mà tháng 11 này phải dẹp hết những cái tư tưởng bệnh hoạn, tham nhũng, lừa bịp, lấy tiền của thiên hạ làm tiền riêng của mình, lấy tiền của nhà nước bỏ vô trong mấy cái tài sản của mình, trong mấy cái hotel của mình đó. Tất cả cái đó phải quét cho bằng được, quét cho sạch. Để chi vậy? Để mình bảo vệ cái quả cầu pha lê rất đẹp mà chúng ta đang có, đó là cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Duyên và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi những bản tin do anh em của chúng tôi gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Một ngày tiếp tục bình an sẽ đến với lại tất cả quý vị thính giả. Xin kính chào. Và thưa quý vị, tạm biệt với lại quý vị thính giả qua một liên khúc. Và liên khúc này đó là Lời Yêu Thương với lại Duy Quang, Đức Huy, Tuấn Ngọc, Thái Châu. Nhẹ nhàng và bình an sẽ đến với lại tất cả quý vị thính giả một lần nữa. Xin tạm biệt.